nhà xác vừa nhận về 4 thi thể. Họ được đưa đến đây chỉ cách nhau nửa tiếng. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, vết thương của chúng đều giống nhau. Nghi vấn nó được gây ra bởi cùng một người, cùng một khẩu súng. Trong số đó, Fanny, thanh tra chuyên chống ma túy, phát hiện ra một nhân vật vốn là nhân chứng trong một vụ buôn ma túy trái phép. Anh liền đặt ra nghi vấn, việc này có liên quan đến phiên tòa xét xử bị cáo trùm ma túy Felix vào ngày mai. Fanny cùng các cảnh sát liên bang khoanh vùng vũ trường của tên trùm. Thông qua camera, họ nghe lén được một người đàn ông da màu vào bên trong với tên gọi là Vincent. Ngoài ra họ còn phát hiện ra chiếc xe taxi đang đậu ở gần đó. Từ biển số xe, họ điều tra tất cả thông tin của người tài xế và tiến hành cuộc điều tra. Được biết, người tài xế này đã có kinh nghiệm hơn 12 năm hành nghề lái taxi. Mọi thứ về đạo đức của anh ta đều ổn, hồ sơ trong sạch. Không tin được anh chàng này có thể là sát thủ. Fanny đã cãi nhau một trận với cấp trên của mình khi anh ta chỉ muốn nhanh chóng bắt người lập công. Mark, một tài xế có kinh nghiệm 12 năm lái taxi, anh ta nắm rõ các tuyến đường. Tính được khoảng thời gian chạy đến mục tiêu bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu chốt đèn đỏ anh cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Với ước muốn mở một cửa hàng kinh doanh xe limousine, anh thường chỉ chạy xe vào ban đêm như một công việc làm thêm. Và đêm nay anh đã có được vị khách đầu tiên của mình. Vị khách nữ này là một nữ công tố viên liên bang, hiện đang làm việc cho đoàn luật sư Hoa Kỳ tại California. Cô cần đến văn phòng để giải quyết một số hồ sơ liên quan đến công việc. Họ bắt đầu một cuộc trò chuyện. Annie đang cảm thấy mệt mỏi vì ngày mai cô ấy phải ra tòa để cãi một vụ án quan trọng. Cả hai đều có những nốt trầm trong công việc, nhưng ai cũng phải cố gắng để thực hiện được ước mơ của mình. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tâm sự cùng Mark. Trước khi đi, Annie đã để lại một tấm danh thiếp cho Mark. Phòng hờ anh ta cần điều tra hay thưa kiện điều gì đó. Không lâu sau đó, anh tiếp tục có một vị khách thứ hai. Người đàn ông này trông khá lịch lãm và sang trọng. Họ cùng trao đổi với nhau về những công việc, về ước mơ và cuộc sống. Anh ta là Vincent và hôm nay anh ta cần đến một cuộc họp để giao dịch bất động sản. Khá bất ngờ với tài lái xe của Mark, anh đề nghị người tài xế này giúp mình di chuyển đến 5 địa điểm khác nhau để ký hợp đồng. Sau đó gặp vài người bạn và rời khỏi thành phố vào lúc 6 giờ sáng. Anh chàng này đã từ chối vì anh ta không có giấy phép cho thuê xe. Một giờ đêm anh chỉ kiếm được 400 đô, nhưng khách hàng đã trả cho anh đến 600 đô để thực hiện cuộc hành trình. Nếu đến đúng giờ như thỏa thuận, anh sẽ được thưởng thêm 100 đô. Không còn ngại ngùng như trước, Mark nhận lời làm tài xế riêng cho anh ta. Người khách cũng giới thiệu mình tên là Vincent, một nhà kinh doanh bất động sản. Yêu cầu Mark lái chiếc taxi ra hẻm sau để đợi, Vincent một mình bước vào tòa nhà. Một trong 5 địa điểm mà anh sẽ đi trong đêm hôm nay, Mark đợi ở ngoài, lấy báo đọc giết thời gian. Anh ta vô cùng hốt hoảng khi một người đàn ông rơi trúng ngay xe mình. Anh bỏ ra ngoài, bối rối không biết nên làm gì với người đàn ông đang nằm trên mui xe. Trên người ông ấy lại có vết thương do đạn gây ra. Anh thầm hiểu đây không đơn giản là một vụ tai nạn. Vincent quay trở lại với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, càng khiến Mark hoài nghi vị khách này chính là thủ phạm. Và Mark đã đúng, anh ta bị Vincent uy hiếp để giúp hắn giấu xác nạn nhân vào cốp xe. Sau đó, Vincent dùng nước rửa đi vết máu, xóa sạch mọi dấu vết. Đây là lần đầu tiên Mark rơi vào trường hợp này. Anh lo sợ mình sẽ trở thành đồng lõa cho vụ giết người, nên yêu cầu Vincent hãy cứ lấy xe đi luôn đi nếu anh thích. Nhưng anh ta không hề thích điều đó. Thứ anh ta cần là Mark phải tiếp tục điều khiển chiếc xe taxi này, đưa anh ta đến địa điểm tiếp theo. Mark cảm thấy vô cùng tồi tệ khi phải chở một anh ta đi xung quanh thành phố chỉ để giết người. Vincent cố trấn an Mark bằng những lý lẽ của mình. Trên thế giới này có 6 tỷ người, hàng năm có hàng chục vụ thảm sát. Ngay cả trong quá khứ cũng có 2 quả bom hạt nhân thả xuống Nhật Bản. Anh không tham gia vào các tổ chức hòa bình thế giới hay cứu cá voi, vậy tại sao lại quan tâm đến việc tôi giết chết một gã mập không hề quen biết? Mark cứ việc làm theo chỉ dẫn, sau khi hoàn thành anh ta sẽ có 700 đô và quên đi mọi chuyện. Họ đột ngột bị một chiếc xe cảnh sát chặn lại, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Là một công dân tốt, Mark tuân thủ làm theo. Vì kính chắn gió của chiếc xe đã bị vỡ, nó đã bị mất đi độ an toàn tối thiểu để có thể tham gia giao thông. Mark giải thích rằng anh đã tông trúng vào một con nai. Và cảnh sát đã yêu cầu được kiểm tra bên trong cốp xe trước khi tiến hành lệnh giam giữ. Họ cố gắng cầu xin cảnh sát có thể bỏ qua vì bãi đậu xe chỉ cách đây vài cây số. Tuy nhiên cảnh sát vẫn cương quyết với quyết định của mình. May mắn thay, họ nhận được điện thoại từ tổng bộ báo có một vụ nổ súng xảy ra gần đây. Vì vậy họ đã tha cho Mark và rời đi ngay sau đó. Thoát tội một cách vô cùng may mắn, Mark lái xe đến điểm dừng thứ hai. Để chắc chắn rằng Mark không thể bỏ chạy, Vincent chói tay anh ta vào vô lăng sau đó tiếp tục bỏ đi. Cảm thấy người đàn ông này quá đáng sợ. Trong vô vọng, Mark bấm còi xe liên tục, bật đèn xi nhan để gây sự chú ý cho người đi đường. Cuối cùng cũng có một nhóm thanh niên nhìn thấy. Chúng tiến đến gần và được Mark yêu cầu giúp đỡ. Nhưng hai người trong số họ không phải là người tốt. Chúng lấy súng ra và uy hiếp Mark, yêu cầu anh ta giao nộp tài sản. Lấy được ví tiền của Mark, hắn tiếp tục chiếm lấy chiếc cặp của Vincent và ung dung bỏ đi. Khi Vincent quay lại, nhìn thấy tên thanh niên đang mang theo chiếc cặp của mình.
Anh gọi hắn quay lại nhưng không thể manh động vì chúng đang cầm súng trên tay. Với sự khéo léo và chuyên nghiệp của một sát thủ, anh bắn chết cả hai tên trộm, lấy lại chiếc cặp của mình. Bên trong đó chứa đựng danh sách và thông tin của những mục tiêu mà Vincent cần phải xử lý. Vì thế anh ta không được làm mất chiếc cặp. Cả hai tiếp tục lên đường, tiếp tục cuộc hành trình giết người của mình tại một câu lạc bộ. Mục tiêu lần này là chủ của nhà hàng này. Sau cuộc trò chuyện khá thú vị, Vincent bất ngờ bắn hắn chết ngay tại chỗ. Mark lần đầu tiên chứng kiến cảnh giết người một cách tàn nhẫn như vậy, anh ta không khỏi sợ hãi. Khi cả hai quay lại xe, bất ngờ Mark nhận được điện thoại từ mẹ. Bà đang nằm bệnh viện và vô cùng lo lắng khi hôm nay chưa thấy con trai đến thăm mình như những đêm trước. Biết được thói quen ngày nào Mark cũng đều đi thăm mẹ. Nếu như hôm nay anh ta vắng mặt, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Vincent nhất quyết yêu cầu đi cùng Mark đến bệnh viện như mọi khi. Tại bệnh viện, người mẹ tự hào nói với Vincent rằng Mark đang sở hữu hãng xe limousine của riêng mình. Vậy ra anh ta đã nói dối mẹ của mình. Khi điều đó vẫn đang được ấp ủ với số tiền ít ỏi từ việc chạy xe taxi, cảm thấy bị vạch mặt là một điều sỉ nhục, anh muốn thoát ra khỏi kẻ sát nhân máu lạnh này. Lén lấy chiếc cặp của Vincent và chạy đi thật nhanh, cuối cùng vứt hết tất cả xuống đường. Giờ đây người tài xế này không còn sợ hãi điều gì nữa. Anh ta thách thức tên sát thủ giết mình, nhưng hắn đã không cho anh toại nguyện. Để trả giá cho hành động mà anh đã gây ra, Vincent yêu cầu Mark đưa đến một vũ trường ồn ào náo nhiệt. Bên trong đó là căn cứ ngầm của tổ chức đã thuê anh giết người. Vì muốn lấy lại thông tin hai mục tiêu cuối cùng mà không phải lộ mặt trước bất kỳ ai, anh ta ép buộc Mark phải đóng giả là mình để vào gặp Felix, ông chủ của Vincent. Quả này, anh tài xế ăn hành thật sự vì việc đột nhập vào trong đã khó. Làm thế nào để ra dáng một sát thủ máu lạnh với vẻ mặt hiền lành này của anh? Đi cũng chết, không đi cũng chết. Anh ta đành phải bấm bụng làm theo. Chưa kể việc bên ngoài có một lớp an ninh bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ đến khi anh ta tự nhận mình là Vincent, họ mới cho anh vào trong. Không ai biết được rằng căn cứ này đang bị cảnh sát liên bang theo dõi. Và một thanh tra đã phát hiện ra vụ tai nạn tại nhà của đồng nghiệp mình, người đang theo dõi vụ án của tên trùm ma túy Felix. Tuy nhiên, tại hiện trường không còn bất kỳ dấu vết nào để họ có thể điều tra, ngoại trừ một mẫu đạn vỡ. Nghe nói nhà xác vừa nhận được vài thi thể. Anh ta tức tốc chạy đến đó để tìm xem có xác của đồng nghiệp hay không. Nhưng những xác chết ở đây đều không phải. Qua khám nghiệm tử thi, vết thương trên người nạn nhân đều giống nhau. Trong số các xác chết, Fanny phát hiện ra một nhân vật vốn là nhân chứng trong vụ tố tụng. Nghi vấn đặt ra mối liên quan giữa những vụ án mạng với tổ chức buôn ma túy của Felix. Anh ta cùng các cảnh sát liên bang khoanh vùng vũ trường của hắn. Thông qua camera, họ nghe lén được một người đàn ông da màu vào trong quán bar với tên Vincent. Ngoài ra, họ còn phát hiện ra chiếc xe taxi đang đậu ở gần đó. Từ biển số xe, họ điều tra tất cả thông tin của người tài xế và tiến hành cuộc điều tra. Tại vũ trường, ban đầu Mark có vẻ hơi lo sợ, lúng túng khi đối mặt với tên trùm và khẩu súng đang chĩa về phía mình. Rất may là anh ta đã lấy lại bình tĩnh, tháo bỏ chiếc kính cận để trông giống với một sát thủ. Anh giải thích lý do là mất chiếc vali vì bị cảnh sát liên bang truy đuổi. Điều đó khiến tên trùm tin tưởng, đồng ý giao dữ liệu hai mục tiêu còn lại cho người đàn ông này. Tuy nhiên đằng sau đó, Felix ra lệnh cho người của mình giết Vincent nếu hắn ta không hoàn thành công việc. Sau khi nhận diện hai mục tiêu cuối cùng, Mark đi cùng Vincent đến một hộp đêm tìm kiếm Peter. Cảnh sát cũng có mặt ở đây vì theo dấu của chiếc taxi mà Mark đang chạy. Một trận nổ súng bất ngờ xảy ra khi Vincent càng muốn tiến đến gần đối tượng. Anh ta giết chết lực lượng an ninh của Peter và xử lý đám tay sai của Felix khi chúng đang có ý định làm hại đến Mark. Tiếng súng gây ra một trận náo loạn. Mọi người chạy tứ tung trong tư thế cúi người vì họ không muốn bị ăn đạn lạc. Trong lúc tình hình vô cùng gây cấn, thanh tra nhận ra Mark. Anh nghĩ rằng với 12 năm làm tài xế, Mark không thể nào là sát thủ giết người hàng loạt. Vì tin tưởng nên anh đã giải cứu và đưa Mark ra ngoài. Tưởng rằng may mắn đã mỉm cười với mình, anh có thể thoát khỏi Vincent. Nhưng không ngờ sau khi Vincent ám sát thành công mục tiêu thứ tư, anh ta đã bắn người thanh tra một phát chí mạng và ép buộc Mark trở lại taxi. Quá chán chường, mệt mỏi với những gì đã xảy ra, Mark không còn muốn nói bất cứ thứ gì nữa. Điều duy nhất anh cần làm là một sự giải thoát. Vincent có lẽ đã đúng khi cười nhạo về lý tưởng của anh ta. Một người tài xế dành dụng hơn 12 năm trời cũng không thể trở thành giám đốc của doanh nghiệp xe ô tô. Nhưng Vincent thì khác, anh ta sống cô độc một mình, giống như loài sói. Thích thú với việc săn bắt để kiếm miếng ăn, xem nó như một cách để thay trời hành đạo. Mẹ của Vincent mất sớm, cha thường xuyên say xỉn và đánh đập anh. Khi anh lên 12 tuổi, ông ấy cũng qua đời. Để tồn tại đến ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi rất nhiều. Tuy nhiên với quan điểm của Mark, anh ta chấp nhận với công việc tài xế. Cảm thấy người đàn ông này quá máu lạnh khi chỉ một chút nhân tính anh ta cũng không có. Mark cũng thành thật rằng bản thân anh ta đã sống một cách giả dối với chính mình. Không thể hèn nhát mãi như vậy. Nhờ những lời nói của Vincent, anh đã có thể nhìn đời một cách thoáng hơn, không sợ hãi. Mark đạp chân ga, tăng tốc chiếc xe một cách vô thức, vượt qua cả đèn đỏ. Lao trên đường phố như một kẻ điên cuồng.
anh cố tình tông xe gây ra một vụ tai nạn để giải thoát cho mình. May mắn cả hai chỉ bị những vết thương nhẹ ngoài da. Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, Vincent nhanh chóng bỏ chạy. Anh ta không muốn phiền phức, càng không muốn trễ giờ cho mục tiêu cuối cùng còn lại. Khi cảnh sát đến nơi, anh ta vẫn xem đây là một vụ tai nạn bình thường. Trấn an người tài xế tội nghiệp và gọi về báo cho đồng đội. Khi người cảnh sát mở cốp xe, anh ta phát hiện ra một xác chết. Người tài xế này ngay lập tức trở thành nghi phạm giết người, anh ta bị khống chế. Trong lúc Mark ngoan ngoãn đưa tay đầu hàng, anh lại đọc được thông tin về mục tiêu cuối cùng của Vincent trên laptop. Thì ra cô gái đó chính là vị khách mà anh từng chờ trong đêm. Cô ấy là một công tố viên, hiện đang làm việc tại tòa án liên bang. Cả hai đã từng trao đổi với nhau về ước mơ, công việc trên suốt hành trình. Mark nhận được danh thiếp của cô ấy để có thể liên lạc nếu như anh cần người góp vốn cho ý tưởng kinh doanh xe limousine. Mark đấu tranh tư tưởng, không thể để Vincent giết chết thêm một người nào nữa. Anh chống đối lại cảnh sát, còng tay anh ta vào chiếc xe, cướp đi khẩu súng để phòng thủ và đuổi theo Vincent. Trên đường đi, anh giật tạm chiếc điện thoại của một người đi đường và hành xử như một tên côn đồ thật sự. Khác hoàn toàn so với Mark tài xế taxi chỉ vài phút trước đây. Cố gắng liên lạc với nữ công tố nhưng cô ấy không nghe máy. Anh chạy đến tòa nhà bên cạnh để quan sát tình hình ở tòa án liên bang. Cuối cùng điện thoại cũng đã được kết nối. Anh cố gắng giải thích cho cô ấy về vụ ám sát sắp xảy ra. Nghĩ đây là một trò đùa, cô ấy có vẻ như không tin những gì Mark nói. Khi nghe anh ta nói đến cái tên Felix, sắc mặt cô ấy liền thay đổi. Đây không phải một trò đùa nữa rồi. Tên sát thủ đang ở ngay bên dưới, chỉ cách cô ấy 2 tầng. Mark cố thông báo cho nữ công tố nhưng tín hiệu điện thoại chập chờn, không thể nghe rõ những gì anh ấy nói, chiếc điện thoại cũng sập nguồn luôn. Bên trong tòa nhà lúc này, Vincent đã phát hiện ra ở tầng 16 đang có tín hiệu cuộc gọi. Anh ta nhanh trí phá hỏng cầu giao điện, toàn bộ tòa nhà đều chìm trong bóng tối. Nữ công tố lần mò một cách thật cẩn thận, quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân. Thì ra Vincent đã ở ngay phía sau, anh ta đang cầm súng ngắm thẳng vào cô. Không ngờ Mark xuất hiện đúng lúc, cầm khẩu súng trên tay anh bắn vào Vincent, giải thoát cho nữ công tố. Viên đạn chỉ bắt trượt qua mép tai nên Vincent vẫn có thể gượng dậy được. Anh ta đuổi theo hai người ra khỏi tòa nhà. Theo phán đoán của mình, anh ta chạy xuống nhà ga tàu điện ngầm. Đúng lúc có hai chuyến tàu cùng dừng lại. Anh ta cố gắng bắt kịp nó, trong khi Mark và nữ công tố đang cúi người xuống để tránh bị phát hiện. Khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, họ thở phào nhẹ nhõm. Từ phía đuôi tàu, Mark xuất hiện ngay cánh cửa sau. Khi Mark nhận ra sự tồn tại của Vincent, anh ta đã cố gắng đưa nữ công tố chạy đến đầu tàu để có thể xuống trạm một cách nhanh nhất. Tuy nhiên Vincent vốn rất thông minh, anh ta sẽ không xuống tàu nếu như không nhìn thấy mục tiêu của mình. Và cuối cùng khi cánh cửa đóng lại, họ tiếp tục trò chơi trốn tìm của mình. Không còn đủ kiên nhẫn, cả hai nổ súng vào cánh cửa cho đến khi súng của Vincent hết đạn. Anh ta đang lấy một băng đạn mới ra nhưng rồi lại bỏ ý định đó. Hai người đàn ông chạm mặt nhau. Anh chàng sát thủ với 6 năm kinh nghiệm cầm súng lại bại trận dưới tay một anh tài xế có 12 năm cầm vô lăng. Liệu rằng có ai quan tâm đến cái chết của một người đàn ông trên tàu điện ngầm hay không? Qua những lời chăn trối cuối cùng của Vincent, thấy rằng anh ta đã trải qua khoảng thời gian cô độc đến đáng sợ, thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của gia đình. Vincent không hiểu được luân thường đạo lý trên thế gian này. Anh ta được huấn luyện như một cỗ máy giết người vô nhân đạo. Đối với Mark, dù bản thân nghèo nhưng tư cách của anh không hèn. Anh tự hào khi được kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Cuộc sống của Mark tuy khó khăn, nhưng anh ta luôn biết cách tạo niềm vui cho mình và cho người khác. Ai trên đời này cũng có một số phận riêng. Không ai là không có hoàn cảnh, nhưng cách đón nhận và đi trên con đường đó như thế nào là do sự lựa chọn của mỗi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những bộ phim tiếp theo.